chính tôi sẽ tăng tôi coi tôi clip từ bữa giờ là quá thiệt bức xúc không lẽ bây giờ tôi xé cái áo đó tôi được quyền tôi xé cái áo đó tôi xé cái áo luôn tôi gặp đó tôi xé cái áo đó nó tôi được quyền xé nè ông được phép gì mà ông phê bán rồi mới cái dân nước Việt Nam mà tôi là người công nhân tôi cung kính cái tâm lý cái đạo hạnh ông dám phê bình cái nước Việt Nam mà được mới là tôn sùng cái đạo mà sai tu sai ăn mặn ăn đạt cái chuyện cái tín ngưỡng mấy ông ăn gì mấy ông ăn bánh mì cũng rồi ăn mấy ông ăn đậu phộng cũng ăn. Alo, anh có thể dính thời gian cho tôi nói chuyện với anh chút được không anh đó à? Dạ, có chuyện gì vậy anh ơi? Cứ nghĩ như vậy nè, tôi thì thật chất ra thì bữa giờ tôi cũng coi trên cái tôi là cái một người đấy mà là cung kính cái vấn đề và Phật giáo. Dạ. Rồi bữa giờ tôi cũng coi cái một cái đu clip là cái vấn đề một cái ông thầy chùa này. Dạ. Thì tôi cũng muốn trao đổi với anh Thắng vấn đề gì nè. Cái hôm qua có một cái đoạn clip á, lúc mà ông ăn thịt chó đó, ông ăn chứng dịch đó. Dạ. Yeah. Là anh Thắng có hỏi ông là thầy đã đi biết nói tiếng Anh và đi các nước. Và ông nói là ông đều đi 32 nước và ông đều học các trường đại học. Vâng. Mà nếu đã tôi nói gì là cái chuyện lỗ tẩy của ông ra. Nếu đã một khi đã cái ông trụ trì ở chùa Hoàng Pháp Hóc Môn đã là trong hội Phật giáo không công nhận của ổng là có bằng hội Phật giáo. Mà nếu một khi anh biết một người người ta mà có bằng hội Phật giáo, người ta trụ trì một cái chùa nhỏ xíu đi chăng nữa, hay là trụ trì một cái chùa nghèo á, là người ta muốn học cái bằng thạc sĩ hay tiến sĩ đi chăng nữa, là người ta viết một tờ giấy lên cái là cái hội lên hội Phật giáo người ta cho đi học tới chết luôn. Vâng. Anh hiểu ý đó không? Vâng. Chứ không phải là ông nói là ông ngồi đây là ông đi học, ông đi các nước học biết bao nhiêu bằng thạc sĩ tiến sĩ. Mà ông ngồi ông kêu gọi là coi như bây giờ là cho tiền ông đi ăn học. Vâng. Thì cái này là chứng tỏ cái điều này điều gì là cái điều ông đã lộ ra. Vâng, vâng. Anh Thắng có ghi chú được cái điểm này không? Vâng, vâng, vâng. Đó, thì tôi sẽ nhắn mạnh cái hôm qua cái đoạn clip mà anh nói chuyện á. Thì tôi nhắn lại một cái điều. Bây giờ anh đã học trong trường hội Phật giáo gia. Hội Phật giáo đã cấp cái bằng hội Phật giáo cho anh thì anh được quyền đi trụ trì các chùa, các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, các nước. Vâng. Thì một khi anh đã trụ trì một cái chùa trong mà có là cái làng hẻo lánh nào, một cái đơn vị nào nghèo đi chăng nữa, thì nếu anh muốn học cái bằng thạc sĩ, anh vẫn được viết tờ giấy ở lên cái hộp giáo muốn đi học. Thì trong hộp giáo có những nhà từ thiện để mà cho mình đi học từ trước khi chết luôn, chứ không phải mà được, không phải mà kêu gọi để cho tiền để đi ăn học. Vâng. Anh hiểu cái đó không? Vâng, thật ra thì em cũng biết là ông này ông chỉ là lợi dụng, ông lừa đảo. Và đó. Đang thì bây giờ tôi em nói tụi tại vì sao tới ngày hôm nay vâng. Mà không ai để nhúng tay vào cái việc này ở trong cái hội Phật giáo và ở một cái đơn vị, mà tại sao không ai nhúng tay vô? Là tôi nói điện với anh là một cái tinh thần là tôi bỏ người là tín ngưỡng Phật giáo. Vâng. Một người dân bình thường là tôi đã là bữa giờ tôi cũng đánh là tôi coi tôi clip mà tôi một người tín ngưỡng Phật giáo, mà tại vì sao mà hội Phật giáo không ai nhúng tay vô mà để cho ông này ông tắc qua tắc quái là cái những cái chuyện mà ô nhiễm một cái vấn đề tín ngưỡng. Anh có đồng ý tôi đó không? Vâng, tụi em thì cũng biết là cũng nhiều người bức xúc, nhưng mà tụi em cũng không có cách nào ngoài cái cách là tụi em chỉ vạch trần như vậy thôi để cho giáo hội người ta thấy, người ta vào cuộc. Đó thì với anh thì tôi biết với anh rồi, thì với anh thì những người đưa tin rồi với anh là cái YouTuber là cái công việc với anh thôi, chứ anh với anh không được quyền xử lý. Vâng. Mà anh đâu có trách nhiệm gì đâu để anh sẽ xử lý. Vâng. Mà ý là tôi muốn hỏi là tại sao mà từ bữa hôm nay mà cái ông này đã cách đây bao nhiêu năm về trước, chứ không phải mà từ bữa nay nữa. Vâng, cái đấy thì em cũng đó. Hơi em cũng đang thắc mắc và cũng chưa hiểu ạ. Thì không biết đó, là có anh Thắng, dạ. Cái giữa là cái tình mà tôi điện anh đó là tôi một cái người dân bình thường, là nghĩa là tôi là người tín ngưỡng Phật giáo hoặc là mình tín ngưỡng cái đạo Thiên Chúa. Mình vâng. Tín ngưỡng các cái đạo hạnh, cái đạo lý con người. Và tôi hỏi tại vì sao ông này ông đã như vậy mà tới tốc độ bao nhiêu năm nay và tới ngày hôm nay mà hội Phật giáo không nhúng tay vô là phải nghĩ cái lý do này, lý do tại sao? Anh thấy nó hoang mang chưa? Vâng. Chính từ cái chỗ này tôi là cái người dân công dân người bình thường thôi, tôi nói là tính ngưỡng Phật giáo, mà cái ông này ông tắt qua đó quá nha, hoặc bên kia họ Thiên Chúa cũng vậy. Hỏi anh bây giờ cái đạo hạnh cái con người không kính không, anh thấy đồng ý không? Yeah. Anh cũng không kính, tôi cũng được quyền không kính, nó được không kính là cái vấn đề là ai cũng không kính cái đạo gì, không kính được quyền tự do thì mình phải tôn trọng cái đạo lý chứ. Tôi nói thiệt anh, tôi ước sức không để bây giờ tôi đi ra tới nhà tòa soạn báo Phật tòa soạn hội Phật giáo ấy, tòa soạn báo giác ngộ ở ngoài Nguyễn Đình Chiểu, không lẽ tôi ra đó mà ai mà giết tôi? Mà cái quyền công việc thì tôi làm cái này để làm lợi ích được gì? Vâng. Anh Thắng,
Chị nói đi, tôi nói anh. Thật ra thì Tại sao? xe báo Giác Ngộ cũng đã lên tiếng rồi, cũng cũng có nhiều bài báo viết về ông này, nhưng mà theo cái phán đoán của em thì chắc là cũng sẽ bỏ cuộc, nhưng mà kiểu như người ta đang xem là những cái người Chứ tôi hỏi anh bây giờ ông phê phán, ông đang phê phán là cái là đạo cho cái hội Phật giáo Việt Nam mình tu sai. Trời ơi, mà ông bao nhiêu tuổi? Người ta cái hội Phật giáo mình trước khi cái thời điểm mà Đức Phật mà chưa ra đời, Đức Phật 2.500 năm, mà hồi xưa từ thời xưa hồi trước mình bao nhiêu ngàn trăm năm, mà cái người cái đạo lý con người đã có từ trong lòng rồi, đã có, anh đồng ý không? Đã có cái đạo lý rồi. Và tới ngày hôm nay ông bao nhiêu tuổi, ông tái sanh, ông làm Bồ Tát gì mà ông dám nói là cái hội Phật giáo Việt Nam mình đã tu sai? Anh thấy ông nói chuyện anh thấy ghê không? Trời ơi, vậy mà tôi thiệt á, tôi là con người công dân mà, tôi tuy rằng tôi là 44 tuổi, những bậc sáu mấy tám chục tuổi, cái thằng này nó không phải là nó điên, mà nó đang phỉ báng chứ không phải là nó Đúng điên. rồi, Nó đúng điên chỗ rồi. nào mà điên vậy? Đúng Nó điên rồi, xài đúng tiền mà đưa tiền nó còn nhận mời thằng thằng nam kia, đưa tiền 100 đô 2 triệu mấy nó còn nhận, mà nó điên cái gì mà điên? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nói thắng đúng không? Cái chuyện là tôi điện anh là không phải lý do, chuyện anh em mình cái gì mà giống như là tôi một người là nói đọc anh lại là tôi là tín ngưỡng cái đạo lý của con người và đạo lý Phật giáo, đạo lý Thiên Quốc, cái gì mình cũng phải tín ngưỡng hết, cái đó là cái nền tảng của con người mình. Vâng. Mà cái thật chất thì cái thằng thầy cụ, thằng này nó đó, nó thằng quỷ, nó làm cho nó không ai khai chỉ hết. Phá, đúng rồi, Mà điều tôi nói phá nè, kiểu như gọi là bạn thấy phá nó đạo. phải vào cuộc đúng không anh Thanh Thắng? Vâng. Thì Thì thôi bây giờ sao? em cũng mong là những cái clip đó sẽ được được chính quyền cũng như là giáo 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 hội để ý tới. Để họ họ sẽ làm việc nhanh chóng hơn thôi, nhưng mà theo em phán đoán thì họ 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 biết đấy, họ biết đấy. Đó thì bởi vì tôi nói nè, nếu như để cái ông này ông tác qua tác quái, cái dân mình nó quá mén, Vâng. cái trân trọng, cái tín ngưỡng nó bị siêu sụp, nó bị Đúng. đánh đánh sụp xuống, anh hiểu ý đó không? Vâng. Cái đạo lý của người Phật giáo và Phật Thiên Chúa vậy, nó bị sụp xuống tất cả cái đạo. Bây giờ tự nhiên cái đạo Phật giáo, đạo đi đạo đạo, đạo Phật có một cái ông này ông phỉ báng vậy, cái niềm tin của con người mình nó bị suy sụp xuống, chứ không phải ảnh hưởng tới tinh thần, chứ không phải chuyện chân đơn giản đâu. Vâng. Đó ảnh hưởng tới tinh thần. Và cái thằng này nó có bị một cái giống như một cái thế hệ của hội, cái hội nào bên nước ngoài quá xuống nó về đây để mà nó làm việc như vậy, anh hiểu ý, nhiều khi nó vô cái trường trường học trường lớp như vậy nữa. Vâng. Đó, cái tà đạo đó suối thằng này về cho mày tiền bao nhiêu tiền, mày về đây đi mày làm việc như vậy, mày cứ đụng phản bán cái hội Phật giáo của nước Việt Nam Dạ, em hiểu, em hiểu. Vâng. đó. Nó nhiều khi nó có đường dây như vậy nữa, không biết đó, chứ không phải chuyện đâu, nó đánh Vâng. luôn, nó làm cho cái dân mình nó xối cùng, nó hoang mang cái sự tư tưởng của cái tôn kính của cái đạo lý của người. Vâng. Chính tôi đi thì anh tôi coi tôi clip từ bữa giờ là quá thiệt bức xúc, không lẽ bây giờ tôi xé cái áo, tôi được quyền tôi xé cái áo đó, tôi xé cái áo luôn, tôi gặp đó là tôi xé cái áo đó, nó tôi được quyền xé nè. Ông được phép gì mà ông phê bán rồi mà cái dân nước Việt Nam mà tôi là người công nhận, tôi cung kính cái chân lý cái đạo hạnh, ông dám phê bình cái nước Việt Nam mà được mới là tôn sùng cái đạo mà sai, Vâng. tu sai, ăn mặn ăn gà. Cái chuyện cái tín ngưỡng mấy ông ăn gì, mấy ông ăn bánh mì cũng gọi là ăn, mấy ông ăn ăn đậu phộng cũng là ăn, Dạ, không dạ. ăn thắng. Vừa đúng rồi anh ạ. Chứ anh không có được quyền mình ngồi trong mối ở đây cứ thanh thanh bạch thanh nghe ở trên cái cộng đồng là ăn mặn tại sao, ăn lẹt tại sao. Mấy ông muốn ăn gì ông tiện không ăn, và mấy ông muốn ăn cái thịt người ông tiện không ăn, mấy ông đừng có xuất hiện chỗ này, tôi thiệt ông lẽ tôi xuất hiện, tôi thiệt thắng lẽ tôi chạy kiếm ông này, tôi xé áo ông già đó. Tại vì sao tôi bức xúc, không phải là tôi một con người để mà giang hồ sao đen gì hết, tôi một con người chân lý để mà tôi nhìn được cái giống như bây giờ phe tôi nằm, tôi nhìn lý một cái đạo, đạo Thiên Chúa, đạo Cầu Tài, hoặc là đạo đạo Chiên Lành Vâng. cũng là một cái đạo đi ra. Vâng. Thì đạo này, cái đạo đâu, thì đạo này là cái đạo đạo làm người, thì đạo này đạo cái chân lý. Mà tự nhiên cái ngày hôm nay mà đã là đem ra đạo là phê bình hủy diệt cái đạo, nó ta cô cái đạo không ra cái gì được, cái thằng thầy chùa này đó nó phải là người, nó là quỷ, anh hiểu kịp tôi đó Dạ. không? Ủa mày quỷ rồng thai nó chứ mà ai mà tu hành mà kiểu này, Đúng rồi ạ. Có không tôi nói phù anh hợp không ai mà dám nói cái công cái cung kính đạo hạnh giống như mình biết lực, anh biết lực mình là ngành công an, anh dám phê bình trong công an này tổ chức chuyện này chuyện kia không? Tôi không? anh biết lực anh phạm lực này, lực cái này chết liền, trời ơi nó chỉ một cái bởi vì tại sao cái vấn đề này tôi gặp cái thằng này để tôi tức tức xích tôi chạy kiếm nó để tôi xé áo nó ra, tôi được quyền để mà tôi nói, mà tôi Vâng. không làm điều đó, làm cái điều này để được lợi ích gì đâu anh hắn. Dạ vâng. Chứ tôi nói nè, anh biết lực nằm cái công an thì ông phê bình công an cái hận này.
cái đạo bị sai. Đúng mấy thằng này thằng không mẹ không anh thấy đồng ý không? Dạ. Đúng mẹ. Không lẽ chứ không lẽ mà đụng mà đi đọc tôi giáo thụ nó bụng mẹ cho nó chết tôi dọc nó tù. Anh Thắng. Thì cũng có nhiều khán giả bức xúc lắm. Nhưng mà tại ý là anh thấy không? Cái bức xúc cái tình đạo lý của cái chuyện nó làm gì cái mẹ nó. Vâng. Nó làm cái gì đó cũng phải có pháp luật trừng trị nó. Vâng. Vâng vâng. Thì có dù giống như mình anh có thì anh có bị dù mấy công an quắt vô mấy ở tù ở giờ giờ thôi. Vì nó làm cái gì vấn đề này nó cũng phải phật trời hại nó thôi. Mà điều cái là phải dẹp nó liền chứ không có để nó hoài hoài nó hoài nữa. Vâng.